Đức. Đức. Không quay, không quay. Không quay, từ từ từ. Xin chào tất cả các bạn. Đây là con ngăn lông của mình được vô cái hồ mới, hồ bự, nó rất là thích, được nhà bơi nhảy tung tăng. Này bắt được con cá mối nha các bạn. Con này vừa tầm để cho nó ăn. Con này vừa tầm luôn, mình cho nó ăn liền chứ không phải rộng mấy bữa. Bữa nay mùng 4 rồi, cho nó ăn đi. Nó để cái món này nó chết, chết cũng lắm. Nè nó thấy nè, nó thấy nè, thấy là chuẩn bị không đu ra. Nếu từ xuống nó là thánh đất đu luôn các bạn. Hai để phú chào tất cả các bạn. Lâu rồi mình không có cho con cá rồng ngân lông mình nó lên sóng. Đây mình cho ăn cái mối nè. Đó. Mối rồi chưa, bỏ vô nó cắn đứt đuôi nè. Hôm nay mình cho nó ăn lại để nuôi gắn mối kiếp này, bữa nó chết, gắn mối nó chết. Tui ra tui ra cá mối này nướng ra ngon lắm nha các bạn. Xin đó. Bỏ vô nha. Quay ở đây. Bóp. Rồi. Vô miệng. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ma quá vậy, sao ma quá vậy? Rồi nuốt xong rồi đó, quá mau các bạn ơi. Rồi vậy xong rồi hả? Sao mau vậy? Ôi cá lâu kiếm rồi. Không nhai luôn hả? Rồi nuốt trọng luôn, quá trời ghê. Thôi rồi, liền tới đỉnh nè. Cái con ngăn lông mình giờ cho cái size chắc tầm khoảng chừng 70 rồi quá. Xong rồi đó. Trời ơi. Ừ.